tiếp nối mạch game kiếm hiệp tình duyên hay Võ Lâm Truyền Kỳ. Tới đây, người chơi trong nước sẽ được trải nghiệm Võ Lâm Truyền Kỳ Max, phiên bản game võ hiệp nhập vai chính tông, được VNG Game phân phối tại Việt Nam. Lai lịch của sản phẩm này vốn là một bản hit tại thị trường Trung Quốc do Kingsoft Season phát triển, phát hành được cộng đồng người chơi đánh giá cao. Võ Lâm Truyền Kỳ Max tiếp tục khai thác đề tài trò chơi kiếm hiệp Võ Lâm nhập vai nhiều người chơi vốn quen thuộc với người chơi trong nước. Sản phẩm có sự kế thừa và phát triển hơn nữa những tính năng đặc sắc của IP kiếm hiệp tình duyên. Bạn sẽ tìm thấy trong tựa game này đầy đủ tinh túy của game nhập vai Võ Lâm cày cấp lên đồ, chiến boss, công thành. Sản phẩm Võ Lâm Truyền Kỳ Max của VNG Game cho phép người chơi nhập vai vào các môn phái quen thuộc trong giới Võ Lâm, nhưng cũng có sự sáng tạo riêng. Được biết, phiên bản game Võ Lâm Truyền Kỳ Max sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam sẽ mở ra một thế giới kiếm hiệp được làm lại hoàn toàn với những cải tiến đáng kể. Người chơi sẽ được lựa chọn một trong năm môn phái Đường Môn, Nga Mi, Võ Đan, Thiên Nhẫn và Thiên Vương. Mỗi môn phái có một sở trường và kỹ thuật chiến đấu riêng. Thông qua việc tuân theo hệ thống ngũ hành tương sinh tương khắc, bạn có thể chọn lựa bất kỳ môn phái nào để bắt đầu hành trình bung tẩu giang hồ. Việc xây dựng sức mạnh nhân vật cần theo đường dài, có lộ trình bài bản. Đáng chú ý rằng hiệu ứng animation của các môn phái tạo ấn tượng ngay khi bạn lựa chọn. Với các tổ hợp kỹ năng độc đáo, nhiều cơ chế điều khiển mới mẻ, người chơi sẽ được thể hiện khả năng PK không giới hạn trong các hoạt động đặc sắc nhất. Trong đó chắc chắn sẽ không thể thiếu những hoạt động tính năng để làm nên thương hiệu như chiến trường Tống Kim, công thành chiến, đấu giá Long Tuyền Thôn, Ba Lăng Huyện, Boss Thế Giới. Ngoài ra, Võ Lâm Truyền Kỳ Max Mobile cũng sở hữu đồ họa 3D hiện đại và không ngừng được nâng cấp hiệu chỉnh để phù hợp cho người chơi, đồng thời thỏa mãn thị giác của gamer trong những cuộc chiến, đụng độ với hàng trăm nhân vật khác. Đồ họa mãn nhãn hiệu ứng sống động, kết hợp khả năng khinh công thượng thừa, cho phép bạn ngắm nhìn thế giới giang hồ rộng lớn bên trong game. Không những thế, nhiều hoạt động tính năng làm nên tên tuổi của series game hàng chục năm qua cũng có trong trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Max VNG Game. Chắc hẳn game thủ đã quen với những tính năng nâng cấp đồ, giao dịch tự do, PK giả ngoại, ngoại trang, đốt lửa trại, tranh quái. Người chơi được sống lại cảm giác hoàng kim một thời của Võ Lâm Truyền Kỳ khi xưa trong một diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Hiện Võ Lâm Truyền Kỳ Max đã mở đăng ký trước trên cả hai kho ứng dụng App Store và Google Play. Khi tiến hành đặt trước, người chơi không chỉ nhận được các phần quà in-game hấp dẫn mà còn nhận được thông báo cài đặt khi trò chơi đã sẵn sàng.